một quốc gia nhỏ tại bầu trời Tây với diện tích chưa đến 1 km². Một quốc gia nhỏ nằm lọt trong thủ đô Rome của nước Ý, nơi mà đời đời các đức giáo hoàng cư ngụ. Đó chính là Vatican. Chúng ta đang trên đường đi vào Vatican, một cái nơi ước mơ của những tín đồ Công giáo luôn muốn đến một lần trong đời. Vatican còn được mệnh danh là một cái tiểu quốc gia nhỏ nằm trong lòng thành phố của Italy. Nơi đây với diện tích là 44 hecta, với hơn 1.000 dân số, đã làm nên một cái triều đại Vatican khổng lồ tại chính giữa lòng thành phố này. Mọi tín đồ trên khắp thế giới đều ước muốn có một lần đến với nơi đây để có thể diện kiến với đức giáo hoàng. Trước khi đi vào bên trong Vatican thì mình phải bỏ hành lý vào đây để kiểm tra, đánh trường hợp mà chúng ta mang bom hay mang những gì mà cấm kỵ đi vào bên trong Vatican này. Bóc phốt. Đây là tấm vé đi vào bên trong Vatican với giá là 12 euro một vé. Này có hình của ông Paolo và ông Ferro, hai vị thánh của Công giáo. Đằng sau là cái mã vạch để chúng ta quét thẻ đi vào bên trong Vatican. Chúng ta có một bộ đàm và một tai nghe đây. Cũng tương tự tại bảo tàng Louvre ở nước Pháp, tại Vatican chúng ta phải bắt đầu từ tầng hầm đi lên, từ từ tham quan từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất. Tuy rằng khiêm tốn về mặt diện tích, nhưng quốc gia này được xem là một trong những quốc gia quyền lực nhất hiện nay trên thế giới, là nơi ở của chính thức Đức Giáo Hoàng và các vị chức sắc tôn giáo của giáo hội Thiên Chúa giáo khác. Đây chính là mê lộ ảo giác, nơi sẽ đưa con chiên để lên tới thiên đường gặp được Chúa Trời. Và ngoài ra thì đây là trái thông được làm bằng đồng 100%. Sở dĩ thông được trang trí tại nơi đây là để kỷ niệm ngày Giáng sinh của Đức Chúa Trời. Sau khi đi qua một cái khuôn viên thì chúng ta sẽ đi sâu vào tầng thứ hai của Vatican. Hai bên đây là những cái tấm hình, những cái bức họa đã được vẽ từ thế kỷ thứ 16 cho tới tận ngày nay. Bảo tàng Vatican giống như một triển lãm khổng lồ với 54 phòng trưng bày, sở hữu hơn 70.000 tác phẩm nghệ thuật. Dù chỉ hơn 1/4 trong số này được mở cửa cho công chúng chiêm ngưỡng, nhưng con số 20.000 tác phẩm độc lập vẫn khiến bộ sưu tập nghệ thuật ở Bảo tàng Vatican có quy mô nhất nhì tại nước Ý. Ngay trong Vatican có tổng thể 9 phòng triển lãm hấp dẫn nhất, mà mỗi phòng đều có đồ tạo tác mà ít ai biết đến riêng. Và đặc biệt là những cái bức tượng Hy Lạp này, mỗi bức tượng Hy Lạp đều có lịch sử của nó và đều bắt nguồn từ thế kỷ thứ 10 cho tới tận ngày nay. Có lẽ là khi các bạn đi vào trong Vatican thì các bạn chỉ có thể vừa đi và vừa ngước đầu lên dòm thôi, tại vì tất cả những cái tác phẩm tuyệt sắc nhất đều được khắc trên những cái bức tường và cũng như là những cái mái vòm. Ví dụ như là tại khu vực này, đây là nhà nguyện mái vòm Sistine được thành lập vào thế kỷ thứ 15. Đây là một địa điểm linh thiêng nhất mà nơi cái hồng y họp mặt và cũng như là bầu giáo hoàng mới. Đây là bức tượng của thần chiến thắng, và xoay quanh đó chính là những vị du khách đang tò mò tìm tòi và cũng như là chụp hình để lưu kỷ niệm đã từng đến Bảo tàng Vatican. Nghệ thuật tranh ảnh 3D trên trường nhà thực sự đã tạo ra một cái nét nổi bật của tòa thánh Vatican này. Bà mẹ với nhiều bầu sữa tượng trưng cho sinh sôi nảy nở. Tất cả những câu chuyện của Chúa được chạm khắc rất là tinh xảo trên những cái mái vòm tại đây. Và dọc theo hàng lang này, chúng ta sẽ đi tới bảo tàng lụa, tức là nơi đặt những cái tấm lụa, tấm thảm lớn
mà được khắc từ thế kỷ thứ 14-15 tại hai bên của hàng lang này. Và chắc chắn là bạn không thể nào mà đứng ngưng lại để các bạn chụp hình. Chúng ta chỉ có thể đi tiếp thôi. Nhiều lần trong lịch sử của Văn Ti Căng thì khu vực này được làm lối đi bí mật mà các giáo hoàng đã được đưa ra khỏi thành phố bằng lối đi này. Năm 1277, tuyến đường Passeto di Borgo được xây dựng để nối Văn Ti Căng với Castro nằm bên bờ sông Tiber. Nó được sử dụng để làm lối thoát hiểm cho các giáo hoàng khi mà họ muốn thoát khỏi cuộc chiến tranh lạnh giữa Ý và Văn Ti Căng. Điển hình vào năm 1527, giáo hoàng Salomon VII đã an toàn sau khi đưa ra khỏi Văn Ti Căng khi khắp thành phố Rome bị đe dọa bởi quân đội Sars V. Họ điên cuồng giết hại các đức cha sơ trong thành phố và đội cận vệ thụy sĩ đã chống trả lại lâu để giáo hoàng cùng một số tu sĩ theo lối đi bí mật đến Castle, nhưng cũng đã có 147 đức cha bị thiệt mạng trong cuộc đàn áp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phòng trưng bày các bức tranh được vẽ để tưởng nhớ những cái lúc mà bầu các giáo hoàng trong lịch sử của Kitô giáo. Giáo hoàng đầu tiên là Peter, là cái người mà đã trị vì lâu nhất trong lịch sử. Ngoài ra thì có 265 người được giáo hội ngày nay công nhận là giáo hoàng hợp lệ. Mỗi giáo hoàng được trị vì trong vòng 8 năm. Và nếu mà muốn trở thành một giáo hoàng thì tất nhiên là họ phải giỏi về ngoại ngữ và cũng như là những lĩnh vực khác, phải giao tiếp giỏi và phải có cái lòng tin của rất là nhiều người. Dù nhà thờ thánh Peter đã được hoàn thành, các giáo hoàng vẫn sống chủ yếu tại cung điện Lateran thuộc thành phố Rome. Họ thậm chí còn rời khỏi thành phố cùng nhau đến Pháp vào năm 1309 khi vua Philip IV sắp xếp cho một vị giáo hoàng chủ người Pháp được chọn làm giáo hoàng. Bảy vị giáo hoàng, tất cả đều là người Pháp, đã lãnh đạo giáo hội từ Avignon và họ không bao giờ trở về Rome cho đến năm 1377. Và thời điểm cung điện Lateran bị cháy và Văn Ti Căng bắt đầu được sử dụng là nơi cư trú của các giáo hoàng. Đây là nhà thờ thánh Peter, nơi mà giáo hoàng lên để truyền giáo và cũng như là giảng dạy cho các con chiên. Vương cung thánh đường thánh Phaero là một nhà thờ mà đã được xây dựng vào năm 1506. Trước đó vào thế kỷ thứ tư cũng là một nhà thờ được xây dựng tại khu đất hiện tại trong thời đại của hoàng đế La Mã Constantinus Đại Đế. Truyền thống giáo hội Công giáo Rome tin rằng khu vực dưới bàn thờ của vương cung thánh đường này là phần mộ của thánh Phaero, vị giám mục của Rome và cũng là giáo hoàng đầu tiên. Vì lý do đó, nhiều giáo hoàng đầu tiên cũng là được chôn cất trong nhà thờ này trong giai đoạn sơ khai của Công giáo. Khi đến Văn Ti Căng thì rất là dễ chúng ta có thể thấy được đội vệ binh người Thụy Sĩ trong bộ quần áo đầy màu sắc theo phong cách thời phục hưng. Họ bắt đầu bảo vệ giáo hoàng từ năm 1506 và là những dũng sĩ dũng mãnh nhất tại thành phố Văn Ti Căng. Đây là tổng quan nhà thờ thánh Phaero nhìn từ bên ngoài và cũng chính là nơi mà để tập huấn các chiến xa binh, và người ta tin rằng những người theo Cơ Đốc giáo bị hành chính tại nơi đây. Để trang trí cho quảng trường, Caligula cho quân đội mang về từ Ai Cập một tháp môn chốn để được dựng ở Heliops. Đây là một chiếc thuyền chở những người tị nạn của người châu Âu thời đó, và một cái cánh thiên thần ở phía trên chiếc thuyền này đã cứu rỗi họ để vượt biển. Thank you.